sáng thứ năm ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha đã rời nhà trọ Thánh Mát Ta lên đường bắt đầu chuyến tông du kéo dài 4 ngày tại Bahrain. Đây là chuyến tông du thứ 39 của Ngài tại nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm Bahrain. Đức Thánh Cha đến thăm Bahrain, cái nôi của Hồi giáo Shiite, theo lời mời của chính quyền dân sự và giáo hội ở Bahrain. Ngài sẽ viếng thăm các thành phố Manama và Awali nhân dịp diễn đàn Bahrain về đối thoại, Đông và Tây về sự sống chung của con người. Như thói quen từ nhiều năm nay, chiều ngày 2 tháng 11, trước ngày lên đường đi Paren, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà cả ở Roma để phó thác chuyến viếng thăm của ngài trong tay Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Maria là phần rỗi của các dân tộc Roma và sau đó đã dâng một bó hoa kính Đức Mẹ trước khi trở về Vatican. Đây là lần thứ 100 Ngài viếng đền thờ Đức Bà Cả kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Sáng ngày 3 tháng 11, trước khi rời nhà trọ Thánh Mắc Ta ở nội thành Vatican để đi ra phi trường Fiumicino của Roma cách Vatican gần 30 số, Đức Thánh Cha đã gặp ba gia đình tị nạn từ Ukraine, được các gia đình người Ý tiếp đón. Đó là vợ của một linh mục chính thống giáo, cùng với hai người con 18 và 14 tuổi, đến từ vùng Ropinsky, cách Mykolaiv 150 cây số, trong khi chồng và người con trai đầu vẫn ở lại Ukraine. Gia đình thứ hai gồm một người mẹ 30 tuổi với hai cô con gái 4 và 7 tuổi, đã chạy trốn khỏi thành phố Zaporizhia. Và cuối cùng là gia đình một phụ nữ 53 tuổi với một cậu con trai 13 tuổi bị khuyết tật nặng và một bà mẹ 73 tuổi đến từ Kiev. Lúc 9 giờ 45 sáng, chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không ITA với tác động môi trường zero khí carbon đã chở Đức Thánh Cha và phái đoàn tháp tùng cất cánh trực chỉ thành phố Agali của Paren tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, cùng với một số Hồng Y và các giám mục khác, và khoảng 70 người gồm các nhân viên kỹ thuật, nhà báo, nhiếp ảnh của các hãng tin trên thế giới. Nhiều người mang theo những lá thư hay quà tặng để tặng Đức Thanh Cha mừng sinh nhật ngày trước vào ngày 17 tháng 2. Chuyến bay đi ngang qua không phận các nước Ý, Hy Lạp, Đảo Sip, Ai Cập, Jordan và Ả Rập Saudi, Đức Thanh Cha đã gửi điện thư chào thăm các vị lãnh đạo các quốc gia này.